Tại sao con người nên nói ít hơn? Khi có thể không nói, cố gắng không nói. Bạn quan sát thấy rằng những người thường hay nói là những người thiệt thòi và xui xẻo nhất. Hãy nhìn xem, chúng ta có những bộ phận nào trên khuôn mặt? Có lông mày, có mắt, có mũi, có miệng. Bộ phận nào ở vị trí thấp nhất? Đó chính là miệng. Miệng phải làm việc chăm chỉ nhất. Nói chuyện và ăn uống đều phụ thuộc vào miệng, nhưng mà vị trí của nó lại thấp nhất. Lông mày không làm gì cả nhưng lại nằm ở vị trí cao quý nhất không làm bất cứ việc gì. Vì vậy, bạn nên nhận ra một điều, người ta thường nói im lặng chính là vàng. Nghe xong câu chuyện này, bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này. Có một người muốn đổi chỗ cho Phật, Phật bảo được, nhưng có một điều kiện như sau. Dù bạn gặp phải bất cứ chuyện gì, bạn cũng phải giống như tôi, không được mở miệng nói chuyện, tuyệt đối không được mở miệng. Người này nghĩ rằng điều này quá đơn giản, không hề khó đối với anh ta, và vì thế Phật với người này mới đổi vai trò cho nhau một ngày kia có một người phụ nữ giàu có đến đền quỳ lạnh cúi và cầu nguyện tiền của cô ta mới rơi xuống đất người kia muốn nhắc nhở cô ấy rằng tiền đã rơi nhưng mà nghĩ rằng không được mở miệng nên sau đó không nói gì tiếp theo có một người nghèo đến người nghèo mới cầu xin phật cho mình tiền để cứu đứa con đang mắc bệnh của mình khi mà anh ta cúi đầu xuống mới nhìn thấy một túi tiền rơi trên đất người nghèo tưởng rằng đó là phật hiển linh Người kia muốn nói rằng đó không phải là vật Hiền linh Đó là tiền của một người giàu có phía trước vừa đánh rơi Nhưng anh ta không thể mở miệng Và một lúc sau có một người đánh cá cũng đến ngôi đền này và cầu xin Người đánh cá này cầu xin Phật phù hộ cho mình ra khơi an toàn Không gặp báo tố, không gặp phong ba, báo táp Đúng lúc người đánh cá cúi xuống cầu xin xong và rời đi Thì người phụ nữ vừa làm rơi tiền quay lại và người phụ nữ này nghĩ rằng người đánh cá lấy tiền của mình và hai người bắt đầu cái nhau, chuẩn bị la vào đánh nhau. Lúc này người kia không nhịn được nữa, anh ta hét lớn lên, dừng tay, dừng tay lại. Và sau đó anh ta nói sự thật cho người phụ nữ giàu có kia biết. Sau khi biết được tất cả sự thật, mọi người đều rời đi. Lúc này Phật với nói, bạn nghĩ rằng bạn mở miệng như vậy là để duy trì công lý hay sao? Vì bạn mở miệng mà người nghèo mất đi tiền cứu mạng cho con người giàu mất đi cơ hội làm việc thiện Người đánh cá ra khơi đúng lúc gặp phải báo tố Nên là đã mất mạng Bạn đã tạo nghiệp xấu rồi đó Nếu như bạn không mở miệng Thì đứa trẻ của người nghèo đã được cứu Người giàu đã tích được một khoản đức nho nhỏ Người đánh cá vì bận rộn cá nhau với người giàu Mà không thể ra khơi đúng giờ Và như vậy tránh được cơn báo Và bây giờ vẫn còn sống Vì vậy nhiều việc cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên Bạn phải tin rằng mọi thứ đều là sắp xếp tốt nhất nói nhiều thì nghèo tốt nhất là hãy giữ im lặng nói nhiều thì thường mắc nhiều sai lầm im lặng là vàng biết quan sát sự thay đổi là một kỹ năng hãy học cách giữ miệng chính là trí tuệ bạn đang xem video này bạn nghĩ chúng ta nên nói ít hay nói nhiều hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận ở dưới video nhé